Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến cán bộ nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn thể cán bộ giáo viên thành phố, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành trong thời gian qua, tích cực tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành những chính sách đúng đắn kịp thời. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc học, kiên trì tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của ngành. Thành phố luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư triển khai các đề án liên quan đến giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục phát triển. Đến thăm Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ giáo viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, biểu dương những thành tích nổi bật thầy cô và học sinh nhà trường đạt được trong nhiều năm qua, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành giáo dục đào tạo nói riêng, phát triển kinh tế xã hội thành phố nói chung. Mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong công tác đào tạo mũi nhọn.